An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục tối ngày 2 tháng 4, sau trang tin phản ánh một số động nổi bật của Công an Điện Biên trong tuần qua, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bản tin 114. Cuối chuyên mục là phóng sự những chiến công nơi miền biên ải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ tổ làm căn cước công dân lưu động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tại điểm cấp căn cước công dân lưu động ở tổ 5, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Thành Đô chia sẻ, động viên và đánh giá cao tinh thần của cán bộ chiến sĩ công an thành phố Điện Biên Phủ đã không quản ngại về thời gian, khắc phục khó khăn để làm hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả với từng địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân, sớm đưa việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip điện tử vào giao dịch hành chính công, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử, tiến tới kỷ nguyên số trong tương lai. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an nhân dân. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Ban Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo các lực lượng tham mưu Công an tỉnh Điện Biên, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ chiến sĩ lực lượng tham mưu Công an tỉnh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, lực lượng tham mưu Công an Điện Biên đã khẳng định vai trò tham mưu đắc lực trong thu thập, xử lý thông tin về an ninh trật tự, thực hiện tốt chức năng tham mưu nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất đường lối, chủ trương, phương châm công tác, triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lò Văn Cụt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng tham mưu Công an tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ chiến sĩ làm công tác tham mưu tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc. Mỗi cán bộ tham mưu phải thể hiện tính chuyên nghiệp, kịp thời tham mưu lãnh đạo nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xứng đáng với vai trò là trung tâm, đầu mối thông tin của lãnh đạo công an các cấp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, khách du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ tăng, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xây dựng kế hoạch huy động 100% lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an thành phố Điện Biên Phủ, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 279, quốc lộ 12, các tuyến đường trung tâm thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, kiểm tra và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tại các khu dân cư, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, hạn chế các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Sipafin, Công an huyện Nậm Pồ bắt giữ 25 đối tượng, 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép và xuất cảnh trái phép. Vào 4 giờ sáng ngày 18 tháng 4, Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Sipafin và Công an huyện Nậm Pồ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực bản Pú Đao, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, phát hiện một xe tải màu xanh biển kiểm soát 27C00639 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện trên xe có 7 nam giới, gồm lái xe là Nguyễn Đức Giang, sinh năm 1960 và Sùng A Chu, sinh năm 1986, cùng trú tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. 5 người còn lại là người Trung Quốc. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Đức Giang khai nhận được một đối tượng tại Lào thuê chở 5 người Trung Quốc từ khu vực bản Tân Phong, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ lên khu vực mốc 75 biên giới Việt-Lào để những người này vượt biên trái phép sang Lào với tiền công 2 triệu đồng một chuyến. Mở rộng điều tra, đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 4, tại km 30 trên quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, Tổ công tác tiếp tục phát hiện bắt giữ một nhóm 18 đối tượng, 10 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc đang di chuyển bằng xe máy vào khu vực biên giới.
Các đối tượng này khai nhận được một đối tượng tại Lào thuê chở 8 đối tượng người Trung Quốc từ Phong Thổ, Lai Châu đến khu vực Mốc 75 thuộc địa phận xã Sipafim, Hinh Nậm Pồ để vượt biên trái phép sang Lào với số tiền công là 3 triệu đồng một người. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản sau 10 giờ gây án. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2021, Công an huyện Điện Biên nhận được thông tin trình báo của ông Lò Văn Đại ở bản Pa Lích, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập phá két, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Điện Biên đã cử lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. Công an huyện Điện Biên phối hợp với Công an thành phố Điện Biên Phủ bắt giữ khẩn cấp đối tượng Quang Văn Thành, sinh năm 1986, trú tại bản Triềng Trung, xã Thanh An, huyện Điện Biên về hành vi trộm cắp tài sản chỉ sau 10 giờ gây án. Quá trình khám xét đã thu giữ toàn bộ công cụ phương tiện gây án cùng tài sản bị đánh cắp, gồm hơn 26 triệu đồng tiền mặt, một vòng tay, một châm cài tóc bằng vàng, 5 đồng bạc, một dây xà tích bạc, 3 vòng bạc và một viên đá. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ điều tra làm rõ. Vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu, tài chính, công an nhân dân, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tham gia giải đấu có hơn 100 vận động viên trong toàn lực lượng tranh tài. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung đôi nam lãnh đạo từ 45 tuổi trở lên, đôi nam lãnh đạo dưới 45 tuổi, đôi nam phong trào từ 40 tuổi trở lên, đôi nam phong trào từ 30 đến dưới 40 tuổi, đôi nam phong trào dưới 30 tuổi và đôi nam nữ phối hợp. Qua 2 ngày tranh tài thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết, các trận đấu đã mang đến cho khán giả những đường cầu hay đẹp mắt, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả. Bế mạc giải, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì và 14 giải ba cho các cặp đôi có thành tích xuất sắc theo cơ cấu giải. Giải thể thao là sân chơi lành mạnh, giúp các đơn vị cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao trình độ thi đấu thể thao, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời phát hiện các vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng tập huấn, tham gia thi đấu các giải thể thao do Bộ Công an và tỉnh tổ chức. Sáng 20 tháng 4, tại Bệnh viện mùng 7 tháng 5 Công an tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Tiêm chủng Vaccine CDC triển khai tiêm vaccine chống COVID-19 của AstraZeneca cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Ngày đầu tiên của đợt tiêm chủng, ưu tiên cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện mùng 7 tháng 5 lái xe Công an tỉnh. Đây là những cán bộ chiến sĩ đang công tác trong môi trường làm việc, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ lây nhiễm cao. Trước khi được tiêm vaccine, các cán bộ chiến sĩ đều được nhân viên y tế kiểm tra điều kiện một cách kỹ càng. Để đảm bảo an toàn, sau khi tiêm vaccine xong, nhân viên y tế yêu cầu người được tiêm phải ở lại bệnh viện 30 phút để giám sát và theo dõi những phản ứng bất thường, chỉ được ra về khi có chỉ định của nhân viên y tế. Theo kế hoạch sau tiêm, hàng ngày nhân viên y tế sẽ gọi điện hỏi thăm, theo dõi sát sao sức khỏe của người được tiêm. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiêm chủng cho 100% cán bộ chiến sĩ, chia làm 4 đợt. Đợt 1-2 sẽ tiến hành tiêm chủng cho 700 cán bộ chiến sĩ trong tháng 4 năm 2021. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Công thương VietinBank Điện Biên tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực tầng hầm để xe, lực lượng chữa cháy cơ sở của Ngân hàng VietinBank đã nhanh chóng báo cháy khẩn cấp toàn bộ hệ thống 5 tầng của tòa nhà, gọi điện tới số điện thoại 114 để báo cháy. Đồng thời, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã lập tức triển khai lực lượng phương tiện tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Sau 5 phút tiến hành quyết liệt đồng bộ các biện pháp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở đã khống chế dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu người và tài sản an toàn. Cháy nổ là hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng. Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, Công an Điện Biên đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền, nhắc nhở và chủ động lực lượng phương tiện kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Chợ Mường Thanh là khu vực có số hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng buôn bán tập trung tương đối lớn trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an phường Mường Thanh và Ủy ban nhân dân phường tăng cường thống kê rà soát các hộ dân cư trên địa bàn, đặc biệt là các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh về việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt cũng như các biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy của hộ kinh doanh. Từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót để chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời. Là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị xã hội của tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ có dân cư tập trung đông, đồng nghĩa với việc các dịch vụ xã hội, các cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh trên địa bàn là rất lớn. Lực lượng liên ngành đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác phòng cháy cháy, đặc biệt là công tác phòng cháy cháy mùa hanh khô, và tổ chức các cái buổi tuyên truyền về phòng cháy cháy trên các trang thông tin đại chúng, rồi tổ chức các cái buổi kiểm tra đến các hộ dân cư, đặc biệt là những cái hộ kinh doanh kết hợp với nhà ở, kết hợp với lại kinh doanh sản xuất. Một số hộ cũng đã có ý thức về công tác phòng cháy cháy. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì phát hiện là cái việc đầu tư cho công tác phòng cháy cháy là chưa đáp ứng theo yêu cầu thực tế. Ví dụ như là đã trang bị phương tiện chữa cháy, tuy nhiên là phương tiện chữa cháy đã hết hạn hoặc hỏng. Rồi các cái lối thoát nạn ở trên lối đi thì thường là để những cái vật dụng cản trở lối đi, hoặc là trên tầng thì làm những cái nhà dạng chuồng cọp. Khi có cháy xảy ra thì không có lối thoát. Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ chấp hành tương đối tốt hướng dẫn của lực lượng chức năng, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh, không đun nấu thờ cúng trong khu vực nhiều hàng hóa, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất những nguyên nhân có thể phát sinh cháy nổ. Tôi luôn luôn đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong hộ và gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, và quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ cháy nổ, chấp hành quy định nội quy yêu cầu phòng cháy và chữa cháy, và thực tập cho anh em trong công ty biết phòng cháy chữa cháy. Trong các cái tầng 2, tầng 3 của gia đình đều có cửa thoát hiểm và có dây thang, rồi là phòng cháy chữa cháy. Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh. Lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra nhằm ngăn chặn những thiếu sót, sơ hở, vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại từng hộ gia đình, nhất là hộ gia đình để ở và kết hợp sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục những thiếu sót vi phạm về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cách đây 75 năm, cùng với sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, các bộ phận trọng yếu của Công an nhân dân bắt đầu được hình thành và phát triển. Trải qua 75 năm song hành chiến đấu, xây dựng và trưởng thành,
các lực lượng tham mưu công an nhân dân, tài chính công an nhân dân, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã và đang ngày càng phát huy phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân, cùng chung tay giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Và ở nơi địa đầu Tây Bắc này, hình ảnh của các lực lượng ấy đang từng ngày từng giờ giữ gìn sự bình yên chủ quyền biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, dựng xây nên những chiến công nơi miền biên ải. Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đảm bảo, góp phần rất lớn tạo nên môi trường an toàn thuận lợi để kinh tế xã hội phát triển. Những kết quả trên là thành tích chung của lực lượng công an tỉnh Điện Biên, trong đó phải kể đến những vai trò hết sức quan trọng của Phòng Tham mưu Công an tỉnh trong việc thực hiện giúp Ban Giám đốc, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự. Đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu phá tan tổ chức phản động, ly khai tự trị, bảo đảm an ninh tôn giáo, cơ bản giải quyết các loại tà đạo, xử lý ổn định các vụ tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân ngay tại cơ sở. Triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế từng bước đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện an sinh xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên là một cái đơn vị đoàn kết, thống nhất nên là và đội ngũ cán bộ cũng được Ban Giám đốc quan tâm kiện toàn trong thời gian qua. Thế thì Phòng Tham mưu đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc các cái chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội cũng như là về đảm bảo an ninh quốc gia. Quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng tài chính Công an nhân dân Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, làm tốt chức năng tham mưu thực hiện công tác quản lý về tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật, chủ động tham mưu đề xuất trong quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí do Bộ Công an và tỉnh cấp, tranh thủ huy động các nguồn lực tạo nguồn ngân sách tài chính đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Năm 2020, thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, lực lượng tài chính Công an Điện Biên đã tham mưu trang cấp 225 xe máy, 117 vũ khí, 2.271 công cụ hỗ trợ, xây dựng 21 nhà ở công vụ cho công an xã biên giới, góp phần xây dựng bộ máy lực lượng công an theo hướng toàn diện, bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Là địa bàn miền núi biên giới, các nguy cơ gây mất an ninh trật tự luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an Điện Biên đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng. Riêng trong năm 2020, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa chủ động tích cực tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm về trật tự xã hội. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 3,84% so với năm 2019, trên địa bàn không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tập trung điều tra làm rõ 179 trên 200 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ xử lý 319 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 1,2 tỷ đồng. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Điện Biên đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác, tham mưu xây dựng triển khai nhiều kế hoạch văn bản về công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh, cảnh sát 113, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tin báo đấu tranh trấn áp ban đầu với các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện sớm, hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Với phương châm làm hết việc không hết giờ, làm việc xuyên đêm để hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an. Tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt chỉ tiêu 66% trên tổng số hồ sơ thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước công dân. Hiện số hồ sơ thu nhận hàng ngày bình quân vượt 40% so với yêu cầu Bộ Công an giao. Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động, tích cực, phối hợp cùng với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện, cũng đã huy động nguồn nhân lực
rồi phương tiện kỹ thuật để triển khai thực hiện dự án đảm bảo với yêu cầu nhanh nhất. Và lực lượng công an thì cũng đã tích cực trong cái việc mà triển khai tổ chức thực hiện theo đúng phương châm, đó là khi mà không còn làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đây là một cái tinh thần hết sức tích cực của công an trong việc tổ chức thực hiện. Trải qua 75 năm song hành cùng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng tham mưu, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tài chính, công an Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Cán bộ chiến sĩ ngày càng trẻ hóa và được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, trình độ chính trị, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, chất lượng hiệu quả công tác, chiến đấu được nâng cao. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, rèn luyện đã xuất hiện hàng trăm lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp khen thưởng. Thành tích xuất sắc đó đã và đang góp phần tiếp tục xây dựng bề dày truyền thống, lập nên những chiến công của lực lượng công an anh hùng nơi miền biên ải này. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên được phát sóng vào 20h30 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục mời quý vị và các đồng chí gửi về hòm thư email bản tin an ninh điện biên@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời. Tự hào công an nhân dân hết.